Danisa Cranberry, những quả cranberry tươi ngon tuyển chọn từ vụ mùa lý tưởng, hòa quyện vị bơ thơm ngon đẳng cấp. Danisa Cranberry, món quà lý tưởng tỏ bày tri ân. Làm mọi cách để tránh virus, nhưng virus luôn có cơ hội đeo bám và theo bạn về nhà. Một giặt Supernet đột phá mới từ Net, không chỉ sạch bẩn mà còn sạch virus. Supernet mới với công nghệ Duo Clean châu Âu giúp sạch nhanh vết bẩn bên ngoài, sạch sâu virus bên trong, sạch 99,9% vi khuẩn và sạch virus, sạch ngay trong một lớp giặt. Áo quần cả nhà được làm sạch và bảo vệ toàn diện. Supernet không chỉ sạch bẩn mà còn sạch virus. Đến mai vàng khoe sắc đón xuân sang. BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Đào hồng nở rộ mừng Tết đến, mai vàng khoe sắc đón xuân sang. BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng.
25 năm hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn, Thaco chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm Xuân Quý Sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới, nhưng quyết không để Tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Bà con Việt Kiều tại California, Mỹ rộn ràng mua sắm Tết. Trong năm đầu tiên, California ghi nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của bang. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm động viên các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng hai bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung sẽ mãi mãi thắp sáng tinh thần y đức, phục vụ cộng đồng, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.